đó, học võ về là nay giờ có võ rồi nha. Đi 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 đi, gần tới rồi, cũng về chứ thôi, mẹ về mất. Đi xuống, đi đi cho nó. Em về, chạy về, chạy về. Về về, xuống xuống xuống. Đây đây đây, đi 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 lên. Xuống 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 xuống. Xuống, thì ẩn ở chợ mình nó có rất là nhiều đồ luôn. Kênh Bundo Vlog nha. Thì kênh của chú cháu đi hai chân. Thì hôm nay á, là có một cái trò để phá mẹ. Đó, chôn mẹ nha. Thì hôm nay cùng với Su xí soạn để đi mua một cái món mua cái bong bóng. Đó, để về thực hiện cái clip ngày hôm nay luôn. Thì hôm nay diện cho Su một cái bộ đồ mới của mẹ nè. Thì nhân lúc mà mẹ đi chợ thì mới lấy cái bộ này ra mặc cho Su luôn. À, đây đây Su, Su sang dầm cho mọi người cùng xem đi. Đó, đây nha, đây là cái bộ đồ mới nhất của Su luôn. Đó, rồi cái kẹp đây này, hồi nãy là không biết ở đâu hết á, phải kiếm lắm mới ra cái kẹp đẹp này của Su này. Kẹp lên Su, chết đi chưa đó. Thì hôm nay là một cái clip mới để đặc biệt dành cho mẹ luôn đó. Được chưa, đi banh nha, đừng có sợ nha, được chưa, đi đẹp nha. Đó thì để bây giờ mình sẽ dắt Su đi vô trong chợ để mua bong bóng đó. Su đi banh nha, thì trong chợ này hơi đông rồi. Su đi, từ từ thôi, đi từ thôi. Rồi, tôi đi qua đây, qua đây. Rất nơ rồi, rất nơ rồi. Rất nơ rồi, rất nơ rồi, rất nơ rồi. Hả, cài, cài xuống. Đứng yên bên cài nơ vô. Tiêu, chưa gì hết mà đã rớt mất cái nơ rồi. Hả, đi chơi dở lên nha. Thôi ơi. Rồi, đây đi van. Đi van, đi van. Đi đây. Tại cái cổng chợ mình á, hơi đông. Cái năm ra là phải tranh thủ đi. Đi đi xuống. 3 đồng 100 sáng sáng. Thì hôm bữa là mới đi học võ về. Đó, học võ về là nay giờ có võ rồi nha. Đi 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 đi. Gần tới rồi, gần tới rồi. Đi đi đi. Đây nè. Cái gì mày nhảy gì vậy? Ở trong đây. Ở trong đây anh chở vô đây. Đi từ thôi, đi từ thôi. Rồi, rồi đi vô, đi luôn, đi vô luôn. Vô vô đây. Đó. Rồi. Đưa đi vô tủ. Đưa đi vô tủ đi, đứng đợi đi. Chị ơi lấy cho em một vỉ bong bóng to á chị. Đó, chị lấy em một vỉ nha. Đó, thì hôm nay là cái clip ngày hôm nay là dành cho mẹ. Thì để mình mua cái bong bóng đó về. Ở nhà thì nói chung không biết là có đủ cái nguyên liệu để làm không. Nhưng mà để đi về mà nếu mà thiếu là mình sẽ đi mua tiếp nha. Còn Su, Su cứ ngồi đây đợi với anh nha. Có gì đây có anh rồi. Thôi, con đứng lên, đứng lên nhìn lấy bong bóng với anh. Đứng lên nhìn lấy bong bóng với anh. Rồi, đi qua đây. À đây. Ôi nhanh vậy. Rồi, lại đây. Lại xe vô. Rồi, đưa đi chân tường. Đứng đợi đi. Bao nhiêu tiền vậy chị? 1.000. À, rồi, em rưỡi à. Thì đây nha mọi người, cái bong bóng này xíu nữa với em mình sẽ review cho mọi người xem cái bong bóng này và cách thức để làm luôn. Được chưa Su? Đã xí lấy tiền thừa rồi về luôn. Được chưa? Đó thì nay là diện cho Su một cái váy công chúa nhưng mà màu vàng, màu trắng. Đi về Su. Đi về man. Đi từ từ thôi nha. Đi xuống đây luôn nha, con té nha. Con này té là dơ đó. Rồi, đi ra đây. Giỏi. Đi lên đây nè, đi lên đây nè. Đi lên đây. Đi lên luôn, Su. Su ơi. Đi xét cho anh nè. Từ từ đứng lại. Uống trà tắc không? Uống trà tắc không? Uống trà tắc cho. Hả? Rồi, để bây giờ mình tranh thủ với mình về mình làm clip ngày hôm nay luôn. Đi Su. Su ơi, Su, Su. Su, thì ẩn ở chợ mình nó có rất là nhiều đồ luôn. Nhưng mà Su ngày xưa mặc vừa, chứ nay là mặc không có vừa nữa rồi. Năm nay đồ của Su là do mẹ Su thiết kế hết. Đi Su. Su ơi, qua đây. Đây nha mọi người. Đây là định đi về rồi mà gặp mấy đứa nhỏ nè. Đó. Đòi hôm nay mày lên thăm Su rồi có gì qua cho lên YouTube. Tao đứa nào muốn lên YouTube không? Đó, đó. Thích nhưng mà ngại. Đó. Anh Thắng là
đây 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 đây, chờ em rờ xu xíu đây. Đó, đây. Chào tí sàng. Đó. Rờ xu đây rồi mai mốt lên YouTube coi là thấy em trên TV á. À, ý nhi chào xu xí sàng nha. Về quê các bạn là được đụng với xu, được gặp xu nha. Anh đã mua bóng bấm cho xu á hả? Hôm nay là một cái clip đặc biệt. Đấy, mới đi mua bóng bấm. Thôi xu, được rồi thôi chào chị, quay lại chào chị về. Chào chị. Bye bye. Rồi thôi đi về. Thôi chào chị nha. Xu đi về xu. Bye xu. Rồi. Xu đi một xí là coi như là kẹt chợ mất rồi. Thôi bây giờ để tranh thủ về chứ thôi mẹ về mất. Đi xu, đi vậy đó. Em về, chạy về, chạy về. Về. Xu. Đây. Đi lên luôn. Chạy lên luôn. Ôi trời, chạy. Rồi đi vô. Được rồi, xu đứng đi. Xu. Xu đứng đây, quay lại. Đó. Thì đây nha cả nhà. Bây giờ nha, mình sẽ dùng những cái bong bóng này với lại những cái bột mà hôm qua để làm cái clip á, thì mình sẽ làm thành một cái nguyên liệu, những cái trò để chôn mẹ. Đó, thì ok mọi người luôn. A few moments later. Đây nha cả nhà. Thì hôm nay là Su đã hóa trang thành Su, bây giờ sau khi mình đi mua bong bóng về á là biến thành công chúa bong bóng để cùng chúng mình cái công cuộc chôn mẹ nha cả nhà. Được rồi, Su đi đây. Đây, mẹ bong bóng xuống đây. Đó, thì hôm nay là phải chuẩn bị kỹ lưỡng với cái mẹ chôn ngày hôm nay. Rồi, đi đứng lại, đứng lại. Rồi, cái nhà chặt quét cả nhà ơi. Một người đi thôi. Xuống đây Su. Đi xuống đây. Đi xuống nha lên. Đi xuống. Rồi, đứng đi như này. Đứng như này. Rồi. Ây da, để ẩm xuống lên cả nhà ơi. Ôi chú trời. Xuống này giờ nặng quá, xuống ngồi xuống. Được rồi. Đó, thì bong bóng nha. Được rồi, bây giờ thì mình chuẩn bị luôn cả nhà. Cho xuống cho anh mượn một cái bong bóng nha Su. Đó, một cái. Hôm nay cái màn chôn mẹ mình sẽ chôn một lúc 3 lần luôn. Chôn lớn luôn, xem là phản ứng của mẹ như thế nào nha. Lâu lắm rồi, chưa có một cái màn chôn nào để gắn kết tình cảm mẹ con mình cả. Nên hôm nay phải làm một cái trò đó để mẹ con mình yêu thương nhau hơn, đúng không? Được rồi, mình phải chuẩn bị nhanh cả nhà ơi. Boom. Đó, cả nhà thấy không? Oh, ok. Được rồi, có đi thôi. Chứ to hơn nữa là chết á. Trời ơi. Được rồi. Thôi, một quả nha. Được rồi, xuống từ từ. Để công chúa bong bóng đi xuống. Mới, đây mới là một phần thôi. Còn thêm hai phần nữa. Đi lên đây. Đi trước đi, xuống. Đi từ thôi, đi lên. Giỏi. Đi lên. Rồi, đi lên. Rồi đứng lại. Đưa đến chiều tường. Rồi, đứng im đó. Rồi, từ để mình đặt cái quả này xuống nha. Rồi, đây để anh gỡ đây cho công chúa bong bóng. Rồi, xuống ngồi xuống đây, xuống ngồi xuống đất. Xuống ngồi, ngồi xuống. Rồi xuống ngồi im đó nha, đợi anh nha. Đây cả nhà ơi. Mình đã chuẩn bị tất cả cái nguyên liệu ngày hôm nay cần thiết hiền quay kỹ thiệt. Đó. Xuống ngồi xuống. Đó. Cài lên lại đó. Đây nha, hôm nay là mình sẽ Cái đầu tiên là cái quả bong bóng chứa nước đây nha cả nhà. Một nè, đặt riêng ra. Rồi, cái thứ hai là bằng bột. Mà không biết cái mui đâu ta. Cái mui đâu rồi. Cái đây, bay bột mì nha cả nhà. Đó, thì mình sẽ đổ vô trong này. Đó, và cái màn chôn này là để bây giờ mình chuẩn bị hết đi. Xíu nữa cả nhà sẽ biết là mình chôn như thế nào. Bây giờ cái mui để đâu rồi chứ. Cái mui đây đi, giờ không thấy cái mui nhỏ thì lấy cái mui to thôi. Mới nhớ cái mua nhỏ nó nằm đâu đây á. Mà bây giờ thấy. Hiền hậu xuống. Đó được rồi. Đó, ba quả.
Ok chứ Su? Ok không? Ok thì yeah. Ok thì yeah. 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 Ok thì yeah ta đây. Yeah. Yeah. Yeah Su. Yeah. Yeah. Được rồi. Đó bây giờ thì mình sẽ đợi mẹ về để thực hiện cái màn show này cho cả nhà cùng xem luôn nha. Ok. A few minutes later. Trời ơi, cả nhà ơi, cái màn show này lần đầu tiên trong lịch sử mà mình thấy luôn á, nó lâu đến cỡ này luôn đó. Trời ơi, mình đợi mẹ mình từ lúc 2 giờ tới 4 giờ luôn rồi. Show mà gọi là show buồn ngủ luôn đó. Đó, thì mình đã chuẩn bị gọi là set up hết toàn bộ gọi là hậu trường để show mẹ mình rồi. Đó, mình để sẵn đây rồi nha. Đợi mẹ về nó là tiến hành cái màn show thôi. Trời ơi. Bây giờ đợi mẹ lâu quá giờ dở với show một xíu. Mình mới gọi điện thoại mẹ rồi á, mẹ kia mẹ đang về đó. Hả? Nhưng mà con đóng cất ra đây vẫn ngồi vậy con. Trời ơi, cho anh em nghe quay gì mà. Ở đâu đâu mà trời lên giúp kiểu mình vậy? Con định làm một cái sinh nhật cho Su. Trời ơi Su ngồi xuống. Hôm nay là con quay một cái clip để con làm một cái quả bong bóng đẹp này để con làm cho Su một cái sinh nhật. Đó, Su ngồi xuống nha, Su đợi anh xí. Sinh nhật cho Su đến tháng 8 lận mà, chứ đâu mà hôm nay. Tháng 8 gì? Su một năm là 4 cái sinh nhật lận. Thích rồi là sinh nhật, thích rồi sinh nhật thôi. Đúng Su. Su của mình là 4 năm cái, em quên, 1 năm 4 cái. Cái mẹ mua gì mẹ mua dữ mẹ. Cái thiếu phải mẹ về đi lên mẹ mua miếng vải xong rồi thấy một mớ vải đẹp mẹ mua. Cùng mẹ mua cho em miếng vải 3D này để mẹ may cho em một cái váy 3D á. Nghĩ sao mà còn 3. Đủ màu luôn nè. 3D nữa Su. Ai chịu nổi không? Đó. Mẹ may cái váy này là riêng xong rồi trên là một cái áo màu riêng nữa. Mẹ may cái tô này là mặc cái áo 3D á thành là mẹ may để bây giờ để mà bỏ miếng vải cũng vô may cho xong ra đẹp. Mua chưa giờ đi. Đó thì nói chung là Su lên đây đây con, lên đây ngồi ngồi mẹ ngồi trên cái đây bong bóng của nó nổ vừa. Ôi mẹ để Su nó luôn hả? Dạ Su rồi đây. Trời ơi, còn bây giờ bắt đầu may đồ. Mày định may cho Su luôn hả? Thôi ngồi đây. Ôi ảnh Su này, đưa Su này. Ảnh Su này chơi đi. Bỏ Su xuống đây, tự nhiên Su đang được làm cái sinh nhật rõ ràng đẹp vậy như thế này. Mày mắc mới gì? Ghế đồ đó, ngồi đi. Ghế đồ ngồi té bây giờ. Rồi. Đánh mẹ, thành bình đó. Chú cho con
chị còn đi với mình để làm cái trò chôn mà bây giờ binh kìa. Bà phải đi chứ bà. Mày xu bà phải đi chứ. Thôi nói chung này, con biết đâu nha. Cái đây là bây. Hôm nay cái clip sao mà không rủ mẹ đi mua đồ mà ở nhà tự làm cái gì dài mà mẹ không ngờ nghe con. Cái đây là nói chung này hậu trường đây là mẹ mình làm nha cả nhà. Hiền quá đi Hiền. Thấy không? Đó, ước hết luôn rồi. Đó, ước hết rồi. Nên bây giờ á, cái đây là mẹ tự dọn nha. Mẹ tự dọn đi chứ con biết đâu. Đó, thì ok mọi người nha, hẹn mọi người đừng clip tiếp theo nha. Ok. Cho quậy quá mọi người ơi. Nghịch gì mà nghịch luôn á, nhà xẻ dây nè. Đó, tôi ngồi xuống đây đi, mẹ đi dọn. Hai bên đây mà